Ngọc Thơ thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Niềm hy vọng gửi gắm vào con đường vòng của VinFast Ngày 13 tháng 5 trang tiếng dân có bài VinFast và niềm hy vọng bạc tỷ của tác giả Nhã Duy Theo tác giả cùng một bản tin về vụ VinFast xác nhập với hãng Flexbait Acquisition Co Truyền thông nước ngoài và trong nước đưa tin xem ra có sự khác nhau Hình ảnh bài trên trang tiếng dân Tác giả dẫn tin từ tờ tuổi trẻ viết Công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 27 tỷ USD, giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ USD sau khi xác nhập. Chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu USD tiền mặt tính khác. Trong bài báo có tựa VinFast sẽ niêm yết tại Mỹ với định giá 23 tỷ USD vào ngày 12 tháng 5. Và tác giả nhận xét Tựa bài cũng tìm cách viết khẳng định như vậy, sẽ làm người đọc hiểu đây là một dữ liệu thực tế và vụ sát nhập này sẽ tạo ra một công ty VinFast có giá trị 27 tỷ đô la tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thực tế, tác giả cho biết, tuổi trẻ đưa tin tương tự các bản tin nước ngoài như Reuters, WSJ, Bloomberg. Chỉ thiếu mỗi một câu rất quan trọng theo sau là VinFast và Blackspace đã thông báo trong báo cáo chung như báo chí nước ngoài, tức là họ chỉ dẫn lại lời tuyên bố của VinFast. Trang mạng chuyên về đầu tư Investopedia rõ ràng và chính xác hơn khi viết rằng công ty, tức VinFast, hy vọng sẽ gọi được vốn chủ sở hữu là 23 tỷ đô la và mở rộng sự hiện diện của nó tại thị trường Hoa Kỳ. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông chủ của VinFast tác giả cho biết thêm để tránh bị cổ đông kiện hay bị cáo buộc là mang khai khi hoạt động tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, bên dưới các bản báo cáo của mình hay trong các hồ sơ nộp cho Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ SEC, một số hãng còn phải để thêm bên dưới rằng đây là những báo cáo mang tính dự báo tương lai. Các thông báo kiểu này thường sử dụng các từ ngữ như hy vọng, tin là, mong đợi, dự đoán, nhắm đến, có ý định, có thể cho tương lai không chắc chắn và có nhiều rủi ro. Thay vì để tình trạng và dữ liệu thực tế, VinFast cũng thận trọng như vậy dưới các thông báo của mình. Theo tác giả Blackspace, là một công ty bình phong của Hồng Kông, loại SBAC mở ra để sáp nhập hay mua lại hãng khác. Trong giấy tờ VinFast nộp cho SEC, việc sáp nhập này giao kèo giữa Blackspace với một công ty khác vừa được mở ra một đôi tuần trước tại Frank Cayman Novo Tech Limited, dù VinFast cũng có tên trong đơn xin xác nhập này. Và nói thêm rằng các công ty bình phong thường chọn đảo quốc Cayman Island hay một số đảo quốc nhỏ khác vì chính sách thuế tại những nơi này dễ dàng. Các loại công ty trách nhiệm hữu hạn thì các thành viên không bị liên đới trách nhiệm một khi phá sản hay gặp rắc rối với pháp luật. Hình ảnh hồ sơ xác nhập của VinFast gửi SEC có tên ba đối tác. Cũng theo tác giả, giá cổ phiếu của Blackspace là 10.36 đô la và tổng trị giá thị trường là 218 triệu đô la vào cuối ngày sát nhập. Con số 23 tỷ đô la vốn sở hữu hay 27 tỷ đô la về giá trị doanh nghiệp là một số liệu cho thấy VinFast rất đổi lạc quan về tương lai bởi giá trị doanh nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào giá trị thị trường và giá trị thị trường hiện nay của Blackbeat chỉ là hơn 200 triệu đô la cho dù vốn chủ sở hữu của VinFast có là bao nhiêu. Tác giả nhắc lại đây là những số liệu tuyên bố mang tính chất hy vọng, mong đợi hay dự đoán. VinFast và người ủng hộ có quyền hy vọng còn người tiêu thụ và đầu tư thì vốn thận trọng hơn. Tuy nhiên, ít ra thì VinFast cũng đã điều chỉnh lại so với giá trị 60 tỷ đô la nhắm đến trước đây. Mà không ít cơ quan truyền thông trong nước đã đưa tin như một giá trị khẳng định. Có thể thấy sự sát nhập cùng Blackspace là một phương án hai hay nói nôm na là con đường vòng của VinFast so với kế hoạch đưa ra cổ phiếu IPO thông thường ban đầu của hãng này tác giả kết luận với Việt Nam, đường vòng lại là đường ngắn nhất trong rất nhiều trường hợp, liệu đường vòng mà Vinfast đang áp dụng tại Mỹ có thành công hay không lại là một thách đố lớn lao cho hãng này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin niềm hy vọng gửi gắm vào con đường vòng của Vinfast lo ngại an ninh đến Việt Nam khi Lào và Trung Quốc hợp tác quân sự trong những năm gần đây quan hệ giữa lào và trung quốc đã được nối lại và tăng cường tuy nhiên điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực đến việt nam đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đấu tranh lãnh thổ và biển đảo đang diễn ra giữa việt nam và trung quốc trung quốc có thể sử dụng mối quan hệ với lào để củng cố thêm sự hiện diện của mình trong khu vực đặc biệt là trong các khu vực biển và lãnh thổ đang tranh chấp ngoài ra việc trung quốc đẩy mạnh quan hệ với lào cũng có thể khiến cho việt nam thấy bị bao vây và bị cô lập trong khu vực. Hình ảnh bài trên AFA. AFA đã thực hiện một bài phỏng vấn ông Vũ Xuân Khang, nghiên cứu sinh từ Đại học Boston, Hoa Kỳ vào ngày 10 tháng 5. Theo đó, ông Khang cho rằng Việt Nam cần phải nhìn nhận sức ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Lào là mối đe dọa an ninh quốc gia và nghiêm trọng hơn nhiều so với các hành động gây hấn trên biển Đông bao gồm cả hợp tác quân sự. Theo thông tin từ AFA, từ ngày 9 tháng 5 đến 28 tháng 5, 200 binh sĩ thuộc chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc thực hiện một cuộc tập trận quân sự chung với 700 quân nhân Lào mang tên Lá Chắn Hữu Nghị 2023 để đối trọng với các cuộc tập trận khác của Mỹ và các nước khác trong khu vực. Cuộc diễn tập mô phỏng các cuộc tấn công vào các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Đây là cuộc diễn tập quân sự thứ hai trong vài năm trở lại đây giữa hai quốc gia đều có chung đường biên giới với Việt Nam. Trước đó, trong năm 2019, Bắc Kinh và Viên Chăn đã tổ chức tập huấn cứu hộ y tế nhân đạo chung mang tên Đoàn tàu Hòa Bình, hình ảnh binh sĩ Trung Quốc và Lào diễn tập cứu hộ hồi 2019. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị với Lào. Việc Chủ tịch nước Việt Nam công du đầu tiên tới Lào trong năm 2023 được xem là thể hiện chính sách nhất quán này tuy nhiên việc lào tăng cường hợp tác đa phương với trung quốc có thể làm suy yếu ảnh hưởng của việt nam tại lào ông khang cho rằng trung quốc đang cố gắng kéo lào vào quỹ đạo ảnh hưởng của mình thông qua tập trận chung và hợp tác quân sự với lào điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ quân sự giữa việt nam và lào do đó việt nam cần duy trì lào trong quỹ đạo của mình để tránh việc trung quốc sử dụng lào làm bàn đạp để cắt đôi Việt Nam từ phía Tây cùng lúc tấn công từ phía Bắc. Ông Khang nói thêm, Trung Quốc dễ dàng làm suy yếu ảnh hưởng của Việt Nam tại Lào qua các dự án đầu tư kinh tế như đường ray nối thủ đô Viên Chăn tới biên giới Lào-Trung Quốc hay phân nửa các khoản nợ nước ngoài của Lào là do Trung Quốc nắm giữ. Quan hệ Việt-Lào do vậy chỉ còn lại trụ cột chính là quân sự, do hai nước này vẫn là đồng minh quân sự chính thức theo Hiệp định Hữu nghị và Hợp tác 1977. Ông Khang nói, hình ảnh Thiếu tướng Changthong Sote, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Lào, nói chuyện với Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Nguyễn Phương Hòa bên lệ đối thoại Shangri-La lần thứ 19 tháng 6 năm 2022. Một cựu giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đồng ý với quan điểm rằng ảnh hưởng của Việt Nam lên Lào đang giảm dần trong khi quan hệ Trung-Lào đang tăng lên theo ông này trung quốc đã sử dụng tiền để tạo ảnh hưởng chính trị ở lào đồng thời hỗ trợ các tập đoàn kinh tế của người hoa làm ăn mua đất lập đặc khu ở lào những khu vực của người hoa ở lào đã trở thành như một quốc gia riêng và người lào không được phép thâm nhập ông cho rằng chính phủ việt nam vẫn cho tình báo quân đội sang lào hoạt động dưới vỏ bọc làm kinh tế nhưng họ chỉ tìm cách kiếm ăn qua việc buôn lậu và khai thác trộm gỗ rừng một nhà quan sát chính trị ở Hà Nội cho rằng việc tăng cường quan hệ quân sự Trung Lào thông qua tập trận chung là một phần trong kế hoạch của Trung Quốc để tăng ảnh hưởng lên Lào. Việc này có thể làm nhằm đáp trả cho việc Việt Nam tăng cường quan hệ ban giao với Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin lo ngại an ninh đến Việt Nam khi Lào và Trung Quốc hợp tác quân sự quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d